lớn xíu à, hơi hơi thôi. Rồi. Rồi, ngon lành cái đâu. Rồi, hello, hello, chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, chào lâu kênh của Phương Đam Mê Vlog nha. Hôm nay lên khá là nhiều chép nha, vô nè. Trời ơi, chép chung. Đó. Này cái này nữa nè. Đó, chép lựu đạn nữa nha anh em. Đó, mấy cái phân tầng. Đó, cặp lo này kia. Đó, anh em thấy chưa anh em? Lo này của thằng gì đây? Victor nè, đó. Với mấy con quăng cơ, con lược nha anh em. Đó. Cách xích cổ gì nữa nè. Đó. Rồi. Hôm nay lên chỉ nhiều thôi anh em ơi. Đó. Hôm nay lên có nhiều để em làm còn đi công chuyện nữa anh em. Rồi, không có nói dài dòng nữa. Đó, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Rồi anh em, trước khi vào video thì cũng như mọi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 7 tây tháng 4 năm 2023. Cái lục ở 24 anh em, lộn 24. Đó, em lên rất nhiều đồ xịn sò cho anh em chế cháo nha anh em. Đó. Chép chung cho anh em tha hồ chế cháo luôn. Đó. Trước mặt của mình. Đó. Trước mặt của mình là có bốn con chép này, là bốn con chép này nghe em. Đó. Bốn chép như vậy. Anh em thấy không? Nè. Đó, nó đẹp như vậy nha, bốn con thì giống nhệt nhau à. Đó. Nó có con tụ sẵn luôn. Đó. Ở đây hai con. Mà không biết sao mở con trắng con đen nghe nè. Đó, anh em thấy chưa? Mà nó đường kính giống nhau nè. Đó, khui nó cũng gần giống nhau luôn. Đó, con này gỡ trong lo Sunmat nha anh em. Đó, hàng Sunmat thì hàng cũng là dạng hát cũng im lắm nghe em. Đó. Bốn con thì như nhau đoạn con thôi. Con này thì đường kính 5 phân nè. Tâm hai lúc của nó là 6 phân. Cụ từ thì bé bé xinh xinh thôi, 3 phân. À dạ, 3 phân nha anh em. Rồi, test nhạc ha. Đó, con này có tụ sẵn luôn. Test nhạc rồi. Để qua tụ luôn con hát không. Hát luôn. Rồi, hát tốt một phần. Đó. Đó em này, nhưng nói chung vuốt dài quá anh em. Đó, hát tốt. Hai thằng. Đó. Đó anh em, hát tốt hết trơn nha. Thì con màu trắng đời này là nọ rồi, chứ mấy cái này không ai thay được anh em. Đó. Con này gửi trong mấy lo Sunmat nha. Chứ không phải hàng Nhật đâu, nhưng mà xài ok nha nè. Đó, xài cũng không thua đâu nha. Đó. Rồi. Em lên giá 4 con này luôn, giá yêu thương anh em. Đó. Con này hát đỉnh luôn á. Rồi. Thì mã cuối của clip vừa rồi là mã 93. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo luôn nha nè. Đó là mã 94 ha. 94 nè, 94. Em sẽ để hai cặp này luôn ha. Hai cặp này để cho anh em với giá là 150k luôn nha nè. Đó, để hai cặp này cho anh em với giá là 150k ha. Hát tốt nha anh em. Đó. Mấy con chép này không phải quá vẫn đâu, đỉnh lắm đó. Rồi, tiếp tục lên cặp chép này anh em. Đó, cặp chép đã không? Bé bé xinh xinh thôi, mớp nhẹ cái này moi được anh em. Đó, này là dạng đơm. Đó, đơm thôi, này cũng moi nhẹ, mềm nè. Đó, cũng dễ moi lắm nha. Con này từ neo nha anh em. Đó, từ neo nha. Đó, ok, từ neo, ngon lành nha anh em. Đó, nó có con tụ sẵn đây luôn. Đó, rồi, đo đường kính thôi. Đường kính con này thì 5 phân. Tâm hai lốc của nó là 4.5. Của từ neo anh em. Đó. Test nhạc thôi. Mấy này hát đỉnh lắm mà. Ủa dồi. Đó, con này có tụ sẵn trong đây nghe nè. Đó, em chỉ cần câu vô đây qua đây thôi là được ha. Đó. Để em test thử hát không hả? Đi thẳng nè, qua tụ với nó nè. Đó, tụ còn luôn anh em. Đó, ok nha. Con này luôn. Để em qua tụ luôn đi. Đó. Đó, tụ nó hát hơi nhỏ nhưng mà em qua thẳng hơi lớn nè. Đó, tùy nữa anh em. Tụ nhỏ mà hát cái gì đó lâu đứt, nhưng mà nó hát sáng nữa. Đó, có tụ sẵn luôn nè, hai con như nhau nha. Đó. Rồi, lên giá luôn. Từ neo nha anh em. Đó.
Đó, ok, ngon lành thành đầu. Rồi, em lên giá này luôn. Ở thì mã này mã 94 nha, 95 chứ. 95 nha nè. 95, em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 100k ha. Đó, 100k cho mã 95 này nha nè. Rồi, em sẽ để bên ha. Giờ cho anh em chế cháo làm nha. Tha hồ chế cháo luôn em ơi. Rồi, đây có chập chép thịt anh luôn nè. Đó, cặp chép thịt anh như vậy, nó đẹp như vậy nha. Con này lúc trước có ấy rồi. Cái này tình trạng là bị đứt dây nè, ta câu ra nhìn là biết ha. Đó, không sao, câu rất đẹp cái này nè. Đó. Hàng xịn sò nha, chứ hàng vớ qua vớ vẩn luôn nha anh em. Đó. Như vậy, rồi. Con này hình như có bán rồi, thanh lý lại cho anh em thôi. Cái thanh lý thì giá rẻ. Cái này 9 phân nha anh em. Đó. Rồi, test nhạc. Chép thịt anh thì nó kêu nhỏ xíu à. Đó, kêu vé 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 thôi, đi thẳng cũng được nè. Đó anh em nghe không? Đó, nó kêu khá nhỏ rồi đó, vé vé gì đó nè. Rồi. Tới này nha, nhưng mà nó kêu gì nó dậy gì lắm nghe nè, nó dậy lo với chung mình lên cho lắm nè. Đó. Có một sự kết hợp hoàn hảo là ok nha anh em. Rồi, ngon lành kênh đầu. Thanh lý bán giá yêu thương con này nha, clip này thôi nha anh em. Đó, trước bán này 150-200 nhiều quên tốt, bán lại giá yêu thương. Rồi, mã này mã 96. 96, em sẽ để con này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó. Video này hơi khá dài nữa nè. Bây giờ em quánh lên nhanh nhanh lẹ lẹ chút xíu. Thời gian quá trời. Rồi, tiếp tục. Con lẻ là quất luôn. Đó, con này hiệu nó là Sony nha anh em, Sony Taiwan. Đó, con này xuất Nhật không mà cool. Cho cool là zin nha anh em nhìn nè. Đó, nhìn là biết là zin nha. Khui. Còn zin luôn. Không có nghe con duy nhất nha anh em. Rồi, con trơn con. Đó, con này thì đường kính 12 mấy rồi, gần 13 đó anh em. Đó, cụ từ thì cụ từ chà bá từ đôi nha. Cụ từ nhỏ 7 phân nè. Đó, cụ từ lớn thì 8 phân. Rồi test nhạc nha. Ai thiếu nào chơi anh em. Qua tụ đi. Rồi đỉnh hát tốt nha. Đó anh em chơi chơi anh em còn xin nào ngoài nha. Rồi lên giá em này luôn. Lên giá em này luôn nha anh em. Đó. Đó. Mã này mã 96 của tao mã 97 nha. 97 nha anh em. 97. Con này hái tốt, em sẽ để con này cho anh em với giá là 120k nha anh em. Đó, 120k cho con này thôi. Chứ vô cặp là bán trên bao cả 300. Rồi, lời mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo nè, đang điện người ta cắt ngang đứt luôn. Rồi, lời mã tiếp theo là chiếc này để chế độ máy bay, hết điện rồi. Đó. Lên mã tiếp theo lên hai cặp này luôn anh em. Đó, giống nhau nè. Củ này của lo mình gỡ trong lo sung mát nha anh em. Đó, từ đôi đầu hoàng nha. Nè, đẹp nha. Đó, anh em thấy chưa? Lo sung mát anh em biết rồi, nè nó đẹp như vậy nè. Mũi mỏng đẹp ghê chưa? Đó. Và hai con này như nhau anh em. Đó. Ok. Đó, ok nha anh em. Nó đẹp như vậy nha. Đó. Cỡ bàn anh em. Rồi, test nhạc á lộn, đo đường kính chứ. Thì từ đôi không nha. Như nhau nghe anh em, bốn con như nhau. Đó, con này thì 8 phân nè. Tâm 2 lúc có nó là 8.5 nghe anh em. Đó, cụ từ nó nhỏ nó là 3.5, từ lớn là 5.5. Con bên này hát thì khỏi bàn nên nó hát sáng lắm nha. Tiếng nó sáng như lắm nè. Nè, em đi qua tụ nữa nha. Lập lo lời tới công chuyện. Chép luôn nha. Nó hát nghe tốt thấy ghê chưa? Đó. Rồi tới này nha nè. Quá dữ. Đó, hát khá là tốt ha. Rồi tới này. Đó, ngon lành. Test không lâu nha anh em, tại cái này quá nhiều rồi. Đó, để mất thời gian dữ lắm luôn á. Tết nhẹ cái này em biết hay không à. Đó, ngon lành cành đào nha. Hát tốt chơi nha nè. Rồi lên hai cặp này cho anh em luôn. Đó, hai cặp này nha nè. Này có chút xíu nè, cái này có chút xíu nè. Không sao nha. Ủa phải không?
không phải không sao anh em, xíu à, nhưng mà hát rất là tốt, hát là bao phơi anh em nghe tiếng là biết nha anh em. Rồi em sẽ lên giá cái này luôn anh em ơi. Đó thì mã này là mã 98 ha, 97 rồi tới mã 98. Em sẽ để hai cặp này luôn anh em, để cho anh em với giá là 150k thôi nha. Đó tại hàng của Sunmart nha anh em. Đó thương hiệu nó như vậy đó, nhưng mà nó hát đỉnh lắm anh em, hát không thua mấy người kia đâu, mấy người Nhật kia cũng mệt với nó lắm á. Mới giỡn đâu nghe anh em. Đó. Rồi xong. Em là lần lần tới anh em. Đó lần lần tới hốt mấy cặp phân tầng rồi nè. Lần nào cớ tới quốc rồi. Đó. Phân tầng xịn không anh em? Cái này phân tầng xịn nè. À phân tầng xịn là hoàng anh em nhìn biết nè. Đó. Ok chưa? Nè anh em. Phân tầng xịn nha. Đó con này thì hát đầy đủ hết nè. Đó tình trạng hát đầy đủ nghe anh em. Dắt bổng làm tùm lum cho anh em về coi nghiên cứu câu lại nha. Nè. Con này hát nè. Con này nó bị đứt con tụ hay gì đó, không hát con chung, không hát con chép. Đó con này 2 tiếng, con này bắt 30 nha anh em. Này con cáo nó bự chà bá nha, hàng nội địa nha. Đó, con này con Bioner nha anh em. Bắt 30 con Bioner 2 đường tiếng. Đó, con này chứ với tình trạng là nó bị hình như là nó hư con tụ hơn sao đó không biết nữa, mà nó chỉ là có nghe tiếng bắt thôi, không nghe tiếng chép con này nè. Con này hát đủ nè. Đó, một cặp. Rồi tới cặp con này thì chưa thử. Đó, nhưng mà cặp này thì cũng xịn luôn anh em nha nè. Đó. Ok nha, chưa thử nha. Cũng hai đường tiếng hay gì luôn, hai đường tiếng luôn anh em, hai đường tiếng nha. Đó con này thì bass 25. Con cảm nhìn biết được cơm xịn nha, tại tao băng lại nè, nhìn biết nha. Đó, con cảm xịn luôn. Rồi, em bán hai cặp này luôn, bán hên xui giá yêu thương cho anh em luôn. Giá yêu thương cho anh em. Giờ anh em làm cặp thôi dư tiền nha. Đó. Cái này của bass 30 rồi nghe, còn hai đường tiếng nha. Con này của 25. Rồi. Cái này thì dắt nó bị lai nè, em thấy da lai dắt nè, cái này đúng dắt thiên xịn nó nhìn biết không. Đó, độ xịn chắc xịn nè. Còn nào nó bị lai nè. Đó, ok chưa? Rồi. Giá yêu thương cho hai cặp vậy anh em, hai cặp bán như một cặp nó bán giá yêu thương anh em. Đó, hết này cho anh em với giá là mã này. Mã 98 tới mã 99 nha anh em. 99. Em sẽ để hai cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó. Hai cái bộ phân tầng này là xịn không nha. Đó. Con này không biết có bị lai không, thấy kỳ kỳ nè, con tụ này nè. Mọi người thấy là xịn nha anh em. Đó, cái này cũng cảm xịn, này xịn. Con tụ này con đi chở xịn nè, con tụ này như lai gì nè. Chứ phải lai không chắc nó. Quá. Đó, anh em về nghiên cứu lại nha anh em. Thì bán hai cặp này, cặp này đủ tiền nè. Cặp này ta bass 30 rồi anh em, nó chỉ bị hư một con chép thôi. Đó, chép không hát thôi. Cặp này làm đủ tiền nè, cặp này cũng như tặng cho anh em thôi. Đó, ai nào cũng xịn chứ. Không bị lai chứ đỉnh đó nghe nè. Rồi, xong. Em là lần lần tới nha. Đó 99. Rồi xong tới em này. Một cặp nữa nha. Đó. Cặp lo chung lo chép gì đây. Cool đó. Trời ơi cool là còn zin nha. Keo nó keo zin nha. Đó. Nhìn là xanh lè xanh lét em thấy nha. Keo zin nha. Chứ không phải ấy nha anh em. Đó. Hàng này hàng ấy nè. Hàng này hàng công ty đồng hoàng nè. Ok chưa. Cụ từ nó y gan cũng bóp luôn từ. Nhìn nè. Không khác cũng bóp luôn anh em nhìn nè. Đó. Y gan ha. Ok cho anh em, giống hệt. Đây nè. Cool là zin nha anh em. Đó, keo xin lại xin lét nhìn là biết nha. Đó, hàng là hàng giữ nha anh em, chứ hàng vớ qua vẫn đâu. Để đóng thêm chữ boss ai biết rồi. Này y gan boss luôn. Đó, đẹp như dây. Quá đỉnh rồi, không còn anh em, con này chắc cả. Rồi, thì có lỗ nhầm chút xíu nữa anh em. Tí thôi nha. Lỗ nhỏ như lỗ kim thôi. Có lỗ đó. Rồi, đo đường kính. Con này đường kính nó thì gần 9 phân đó. Tâm hai lỗ của nó là 9.5, của từ thì chà bá luôn á. Của từ là 7 phân mà dày nha anh em, nặng lắm, của từ nặng khá là nặng nha. Đó. Hát thử coi nó hát như thế nào biết liền. Đã hết nhạc chuẩn bị lên nhạc mới anh em ơi. Úi giời ơi. Hát nghe rất đầm nghe nè. Đó, một thằng. Rồi tới này nha. Khỏe quá, nhìn của từ nó bự quá trời luôn. Cool đó. Đó, hát tốt nghe nè. Đó, anh em nhìn nè. Găng thì găng vải là anh biết. Găng vải là độ xịn không? Găng vải, màng vải, mũi giấy. Đó, ok nghe nè. Tỉnh. Rồi, em lên giá cặp này luôn anh em ơi.
Đó hát khá tốt nha. Đó, như con boss thôi. Nhưng mà tại mình thấy vậy thôi, không có thấy thương hiệu. Đó, hàng là hàng công ty. Rồi, như con boss, hát thì đỉnh. Găng găng thì găng quan quan chịu là găng găng vải nha em. Găng vải là đồ xịn không đó, chứ không phải vớ qua vớ vẩn đâu. Rồi, mã này mã 100 nha em. Đó. Mã 100. 100 em sẽ để con này cho cặp này cho em với giá là 150k nha em. Hát tốt nha. Đó, hát cái đầm sấm luôn nè. Rồi. Mã 150k. Hello mọi 100 150k đã đi qua. Bắt đầu lần lần tới nha em. Đó, lần lần tới em hốt cặp chép lưu đạn nè. Đó, em có hai cặp lưu đạn nha em. Rồi, đây. Đó, nó như vậy nha em. Ừ. Cái này lo do cắn nè. Đi cắn không sao nha em. Chưa sao, hơi hơi rồi. Đó, nút quan trọng mới tới cái dắt xung quanh nè. Bốn cái lỗ bắt là còn là ok rồi. Ui, trời ơi. Chép lụ đạn nha em. Đó, cụ từ nó như vậy. Rồi, đây cũng vậy luôn nha em. Đó, giống hệt nha. Bụi anh em vệ sinh nha. Bụi không à. Đó. Chùi cái gai nha nè. Ui. Đó, úi dù ui. Cái này nó chấm sợ bị sức nữa nè. Đó. Ok chưa. Rồi. Ngon lành cành đào. Ủa hai cụ từ này hơi khác nhau ta. Ừ. Để đoàn kính là giống nhau. Nhưng mà mặt trước y gan nhau nè. Ở cái dòng thì giống hơi thật nhau luôn. Rồi. Con này 14 phân nè. Con này cũng 14 phân luôn nha em. Rồi. Ngon lành cành đào. À dạ nặng nha. Rồi đem test nhạc thử nha em. Để hát cái nào nha. Ủa này tôi chưa cắt ra hả ta? Cắt kia nó thử dễ chứ. Treo đâu hết rồi. Ai để em cắt cái này. Cắt cái sâu hư luôn. Nó cự. Trời ơi. Mới vừa nói. Chết lên thông rồi. Rồi. Y bài luôn. Cắt sao hư nó y gan. Rồi nha em. Test thử con này coi. Ôi giời. Rồi hát tốt anh em. Đó, một thằng để bên. Ui nặng dữ. Con này em làm sao mà nó dây lọt đứt dây cho anh em về câu lại anh em. Tính làm cái dễ câu mà gì sao câu. Đó, được đó, thử được đó. Thử nha anh em. Ôi giời. Rồi, hát tốt. Trời gì cũng hát tốt. Anh em về câu ra nha. Đó. Vậy đó bị sức thôi, không gì nha. Rồi. Em sẽ lên cặp này nha em. Hát tốt nha. Mấy con này thì công lực nó rất là tốt nha nè. Đó, con này thì nó ít có chết cực khơ lắm. Đó, chép lựu đạn mà. Đó, nghe tên thì mình thấy quẩy rồi đó. Rồi. Thì mã này là mã 100 rồi tới mã 101 nha em. Mã 101. Đó, em sẽ để cặp này cho em với giá là 300k nha em. Đó, 300k ha. Con cặp này nha. Mấy anh chép này khó chết lắm nha em. Chép lưu hữu đạn này không chết nha. Rồi, tới con này. Đó, cũng là một cặp đó luôn anh em. Ok chưa? Con này thì sẽ thấy nó xịn hơn nè nha. Đó, ok nha. Ui, trời ơi, bởi vì nghe hàng chi. Nghi B77. Đó, xe lan 8 ôm 500W. Đó, đẹp nha em. Như vậy nó mới đẹp à. Đó, tiền nào thì có nấy. Đó, ok cho nè. Ui, trời ơi, nó đẹp như vậy được chưa? Đó, hai con như nhau. Hai con như một. Để đôi mình tính thử coi. Rồi, cũng 14 phân luôn. Đó. Test nhạc nè, mấy này hát thôi đi. Rồi, nó hát như vậy được chưa anh em? Hát khá là tốt nha. Đó. Đỉnh. Này hơi cục. Rồi, hát khá là tốt. Đó. Cặp này 77, đó, đẹp đẽ sạch sẽ.
con này đẹp nha anh em, con này sạch sẽ nha. Đó, đẹp, ngon lành, cành đào, đẹp thì có quyền lên cho đỉnh. Rồi, mã này mã 102 nha anh em, 102. Đó, đẹp thì em có quyền lên giá đỉnh, là để cho anh em có giá là 400k, con này không tì vết nha anh em, không có mẻ gì chân luôn. Đó, rồi mã 102, 400k cho cặp bê 77 này, đã đi qua đẹp keng anh em, đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo anh em, đó là một cặp này đây, có một bộ nữa nè, bộ nó gồm hai con này đây. Cái lo anh đã không, vuông đã không đó, ok nhìn nè, lo vuông nè, đó màn gắt đẹp nè, nhìn cái màn đó nè, thôi rồi màn lo nhìn đỉnh thiệt chứ. Đó, con này thì có dắt nè anh em, cái muốn gỡ cũng được nữa. Đó, nó dính nguyên bộ đó anh em nè, sợ rồi nó dính nè, nó dắt nó nè. Đó, ok nè, ngon lành nha, 6 ôm nè, 14W, nó đẹp không. Đó, con này thì sim đây là con súp đó nghe nè. Nè, con súp đó nè. Đó, nguyên bản súp của nó nè, mỏng lét à. Nè. Đấy, hàng của xịn cũng xịn lắm nghe nè, nhưng mà đây Việt Nam nè. Nhưng mà hàng xịn nghe nè, đó. 8 ôm này 14W, nó đỉnh. Con này anh em có quyền gỡ gắt vẫn được bình thường nè, nó anh em thấy không, gỡ ngoài nè. Đó, dòm nó gì? Để em đo từ cái cho anh em nè. Con này cứ súp nha, súp thì ngang nó tới 38 nè, dài 38 nè. Đó. Sâu nó là 21 luôn nè. Còn của nó mỏng lắm nha anh em, mỏng nữa có mấy phân. Mỏng có 2 phân nha anh em, trời mỏng thiệt ghê. Đó. Nguyên bộ như vậy. Gâm vô nó hát cái màu hết luôn nha anh em, là chỉ cần mình câu đây nè. Nè. À, cái này thì dây này câu dây này chạy qua đây nào hát một hộp ha. Đó, còn dây này chạy qua đây là nó hát luôn thằng này nè, cơ vô đây hát hát luôn này luôn. Đó, gâm cái màu hát hết nha anh em. Đó, thí dụ như vậy đi, mình chỉ hát mới có cặp full nè. Đó, để gì hát được cặp full nè. Đó, này hát full trước cho anh em xem nè. Ở dưới là con súp nha nè. Khoan để em bắt vừa lại mới được. Đó, bắt vừa nữa thôi. Rồi, test nhạc ha. Bỏ tụ luôn. Đó. Đó, còn 15 thêm súp nữa nè. Anh em về tự nghiên cứu nha anh em. Đó thì nó hát nguyên bộ vậy đó. Ngon lành cành đào. Rồi. Rồi em sẽ lên giá con này nha anh em. Đó. Nguyên bộ đã lắm anh em. Đã không? Rồi, em sẽ lên giá cặp này luôn. Đỉnh. Đó, gồm nó có một con súp như này và một cặp full như này nha anh em. Đó. Thì mã này. À, mã này 102 rồi tới 103 nha anh em. 103. Em sẽ để hết này cho anh em với giá là 200k nha nè. Đó, 200k cho con súp và con full này. Rồi, mã 103 200k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Lên một cặp như vậy nha. Đó, y gan nha anh em. Đó, con này hiểu nó là Thunder ha. Thunder là hàng liên danh của Utah nha anh em, của Mỹ á. Đó, ok chưa. Cũng như vậy nha anh em. Đó, con này hình như thay găng màng, tại em có bán cặp như vậy rồi nhưng mà người ta màng ghi chúng ta nhìn đẹp lắm. Đó, cái này cũng đẹp, cái này cũng đẹp nhưng là bị thay rồi nè. Nè, không có nha. Găng thun có màng gì nó giờ có nhám luôn nè. Đó, mũi giấy. Đó, này có bị cái này nó mở ốc văng đây lủng cái này nè, không sao nè. Đó. Đây cũng vậy luôn anh em, y găng à. Đó. Màu xanh thì xanh quân đội anh em nè. Màu xanh quân đội nha, hàng của Thunder anh em, hàng liên danh. Đó. Con này tình trạng không có nha. Rồi để em đo đường kính nha. Thì găng màng là trước mắt là thấy đơ thay rồi đó. Đó. Đo đường kính. Con này thì 215. Đó, cụ từ thì 8 phân. Rồi. Test nhạc anh em. Đó, test nhạc coi hát như nào. Cho tí nhạc xíu lên nè. Tí thôi, rồi. Con này thường thường lúc trước nó hát yêu thương lắm,
tại nó có cái găng thun nó sẽ khá thành lực lên nè. Đó rồi ok tới em này ha. Rồi hát tốt đó, em sẽ lên giá cặp này luôn đó. Hàng là hàng Thunder liên danh USI anh em đó, thì mã này là 104 ha, mã là 104 anh em, 104. Thì có sự làm lợi thì em sẽ để giá cho anh em với giá là 200k cho cặp này nha nè. Đó hát tốt đó anh em, về lắp vô hát luôn. Con này thì nó hát hơi lực nha nè. Rồi 104 200k đã đi qua, bắt đầu lần lần tới nha nè. Đó lần lần tới lên cặp này đây, ok cho nè. Đó con này hiệu của nó là Kenworth nè, Kenworth da băng nha. Đó con này thì bụi bặm anh em vệ sinh luôn nha. Đó con này thì cool zin nha nè, nè bụi nè dùm cho anh em xem nè. Đó con này cool zin nha, nhà nhìn là biết nha. Đó zin cool nó đẹp như vậy nha nè. Đó cool này cool zin đó, từ đôi khui trời ơi đã chưa. Đó cái màn nó chiếu chiếu độ đã anh em. Đó màn carbon là mũi carbon nhưng có màn chiếu nha. Đó cái nòng thì có sự chắc thay gì đâu mà đây nè, cái găng ngoài không sao nha, hư thay là bình thường, với lâu ngày nó mục. Đó không cọ, quan trọng là không cọ nha. Đó con này cũng vậy luôn anh em nè, Kenworth ha. Đó như này bưng cho anh em xem nè. Đó anh em vệ sinh là sẽ sạch lên anh em. Đó quan trọng là cun còn zin. Đó anh em thấy chưa, cun còn zin nha, nó sạch như vậy nha anh em, cun còn zin nha, nồng nước anh em thấy nè, ok nha. Khui đó cũng đẹp đi gan nhau anh em. Đó găng thì găng, găng thì găng chắc bị làm lại nè, nó bị chỗ này luôn anh em nhìn nè, đè chúng mới thấy nè. Nó anh em xử lý chỗ này lên anh em. Đó màn chiếu chiếu đã không, mũi carbon nè, con này mà không có chỗ này là chết với em anh em nhìn nè. Đó anh em thấy chưa, đó ok không cọ nha. Đó rồi đo đường kính nha, không có chỗ là bọt à. Con này 215 anh em. Đó của từ nhỏ nó là 7 phân, từ lớn là 8 phân anh em. Rồi ngon lành canh đầu test nhạc thôi, vừa lợi tí không có đó, không biết nó nhảy cái bọc bọc không nữa, test nhạc thôi. Ủa rồi rồi ngon lành anh em. Đó hát rất là tốt luôn, một thằng đầu riêng mà. Đó còn riêng anh em, tốt anh em. Đó cái này anh em, đó cái này nè, cái này anh em thấy là bị chỗ này nè. Đó cái dòng ngoài anh em mua không có nhiều tiền anh em, rất là rẻ nha. Đó một cặp này bốc quá 20.000 nhưng mà tùy theo anh em thợ á, người ta ăn đó cực quá thì ăn mắc một chút, đó thì dù mau thì ta ăn rẻ chút. Đó mấy con này nó làm phải tinh xảo lắm mới được anh em. Đó thì giá nó, người ta làm không biết nhiều nữa, nhưng mà mua hai cái miếng này á tới 20k rồi anh em. Đó đó anh em về làm lợi đi, làm này lợi nè là ngon à, em để giá yêu thương cho anh em thôi. Đó con này là còn zin đó anh em, chỉ cần anh em thay cái găng ngoài thôi nè là hát ok à. Đó gì vẫn hát được, nhưng mà sợ anh em hát lớn nó sẽ kêu, tại chỗ này nó bị chỗ này nè, con kia không có nè. Đó anh em thấy chưa, ok nha. Rồi mã này 105 nha anh em, hết mật rồi. Mã này 105 ha, 105. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 350k nè. Đó 350k cho con này nha. Đó anh em về, anh em biết thay đó thợ thay thì người ta ăn nhiêu đó anh em. Đó mua thì vậy đó, tùy theo tay nghề cứng nữa, ta làm đẹp người ta ăn căng, ta bán căng người ta, ta sửa ta đẹp quá thì căng chút, làm xấu quá thì rẻ. Rồi mã 105 350k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi mã tiếp theo là một con này nè anh em. Đó một con lo nè, con lo nó uy tín thì ghê không. Nó để chi ô nè anh em, chi ô nha, gì để 18W 70W gì 7,2 ôm da băng là hoàng. Đó bốn ốc dặn nè, đỉnh cho anh em, xương nó đã không,
xương đã ghê rồi. Đó, uy tín không? Hai cái dắt là uy tín thì ghê chưa? Đó. Xương đã lắm nghe em. Cun. Rồi cun này là còn zin nè. Đó keo nó biết rồi. Ok nghe em. Khui. Úi giời ơi. Sức này luôn thì gỡ luôn đi chứ. Gỡ luôn cho nó đủ bộ đó. Anh em kiếm cái nạp xung quanh lại nè. Đó, ok nghe em. Găng thì găng vải, màng thì màng da bò đâu á, mũi thì mũi mũi vây mũi giấy nè, nè bị lủng chút xíu nè. Đó. Hiện giờ là không cỏ nghe em nè. Nè, là không cỏ nè. Đó nhưng mà cái găng hơi nhũng chút xíu chỗ này nè. Nặng rồi. Đó anh em thấy chưa? Đó, nhưng mà nó không cỏ đâu nghe em. Nè. Ok chưa? Màng da bò đàng hoàng nha. Rồi, con này độc à. Đo đường kính ngặt con một nghe em. Con duy nhất một. Rồi con này thì đường kính nó 315 nghe em. Đường kính 315 ha. Rồi, cổ từ khá nặng. Cổ từ thì 12 phân. Con này mà vô cặp thì tới công chuyện ngặt con một. Rồi test nhạc. Test nhạc nha. Úi giời. Ủa gớt ra ngoài. Sức nữa anh em à. Sức hoài ta. Quá hay vậy. Con này hát nghe hay được anh em ơi. Quá đỉnh rồi, cool nè, nhìn nó biết zin rồi. Đó, ủi dù ôi, chi ô nghe anh em. Dù nè, xương nó dày thì ghê thiệt. Đó, con này tình trạng thì anh em về xử lý cái để gì hát cũng được anh em. Đó, đó anh em phải về cái giềng này lại. Đó, nói chung bán giá yêu thương đi, hết biết đường rồi. Ôi giời, khá nặng nha. Rồi, bán giá yêu thương con này nghe anh em. Đó. Hát ok. Rồi, mã này 106 anh em. 106. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 400k một con nghe anh em. Đó, hát tốt nha. Rồi, mã 106, 400k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một cặp lo nha. Cặp lo của Sunmat nha anh em. Đó, cặp này khá dài nè. Ok cho anh em. Đó, ngon lành nha. Rồi, cặp này của Sunmat, một thằng. Đây nha anh em. Đó, y gan nhau thôi. Này chút xíu nè, không sao nha anh em. Đó. Rồi, Sunmat, dây nó dài lắm nha anh em. Con nào cũng dây dài như cái này nè. Đó, tha hồ cho anh em kết nối luôn, con này cũng vậy luôn. Dây khá là dài. Đó, rồi để em đo đường kính nha. Hai con thì như nhau nghe em. Đó thì em đo ngang của nó thì 9 phân nè. Sâu nó 10 phân nghe em. Đứng của nó thì khá dài luôn, đứng nó tới 34 luôn nha. Đó. Này coi trong ruột nó có mở được không? Mở được nghe nè. Đó, một chép và một chép một lo nghe nè. Đó, như vậy nha. Ok chưa? Đẹp. Đó, một thằng. Rồi mở được, con nó có y lai không? Y gan nha nghe nè, vàng vàng nè. Đó. Găng vải nè, như nè, găng vải nha. Rồi. Con lo này 8 phân nghe nè. Đó, chép 5 6 phân. Rồi test nhạc nha. Hàng của Sunmat là hàng cũng phải vớ vào vớ vẩn luôn nha. Hàng cũng đỉnh lắm đó. Rồi bắt đầu test nhạc nha. Test con này nè. Test nhạc thôi. Chép mát hết rồi đủ rồi nè. Rồi một thằng. Đó. Hát tốt. Đến bên. Rồi tới em này ha. Tóm này nghe em. Đó, nói chung hát rất tốt. Tóm này. Đó. Rồi, hát ok quá anh em ơi. Đó, tắt. Rồi, em sẽ lên một cặp này nha. Cặp lo Sunmat này nghe em. Đó, một cặp lo Sunmat như vậy. Hát rất là ok.
Rồi, để cho anh em để trong phòng chơi này kia là cứng khừ luôn nha anh em. Đó, mã này. Mã này 107 nha anh em. 107. 107. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, về cho anh em để trong phòng này kia chơi gia đình này kia cũng được lắm nha anh em. Đó, xong dục bên thôi. Rồi, em sẽ liền bên nha anh em. Ấy lộn, em sẽ để bên. Rồi, cái mã 107. 150k đã đi qua, bây giờ lên tới này nè. Đó cũng là Sunmat nha nè. Rồi gỡ gỡ dừng gớt. Dây nó cũng dài lắm nghe nè, dài hơn dây kia luôn nè. Trời ơi, dây nó dài như vậy nha, nhìn nè. Đậu dây không đủ tiền rồi. Đó, con này thì nó có máng treo nha nè. Đó, đặc biệt con này có máng treo nha. Đó cũng Sunmat nha nè. Đó, cũng Sunmat có máng treo. Con này nè. Đó. Ủa. Lộn mà lấy con kia mới được. Con này mới đúng nè. Đó. Con này mới đúng rồi anh em, con kia lộn rồi. Con kia treo giữa. Đó, nè anh em thấy chưa, có máng treo nè. Sunmat nha. Đó, máng treo đứng lên nhìn anh em. Còn rất đẹp anh em, nói chung con này đẹp lắm nè. Đó, con này có hai cái máng treo đây nha. Đó, đặc biệt con máng treo. Hai con này thì dài, dây dài, ốc nổi dài hơn kia đó anh em. Đó. Rồi, con này thì cục hơn kia chút xíu. Để em đo đường kính nha. Ngang là 9 phân. Sâu là 10.5 thì cũng giống bên kia thôi. Đứng. Đứng thì nó có 26 nha anh em. Đó, nó sẽ cục hơn con kia một chút. Rồi. Mở rồi, coi nó bên trong như thế nào. Mở đừng có hư luôn cái chết tôi rồi. Đó. Trời ơi cũng giống hình thôi nha anh em. Nè, y gan. Đó. Chân cẳng y căng gọi gan nha anh em. Gan cố gắng gỡ, có bị lai này kia không anh em, cái nào gỡ được gỡ anh em, còn nào không được thì mình bỏ luôn. Đó, đó anh em thấy chưa, chân cẳng đẹp lắm anh em nè, đẹp chưa, đó như nhau anh em, gọi gan nhau thôi. Đó, rất đẹp. Rồi em sẽ test cái phần bên đây, thằng này nè. Đó, chắc khác cũng giống hệt thôi. Con này quan trọng là có máng treo anh em, để treo lên này kia im lắm á. Ôi ôi. Đó, hát đỉnh như vậy sao? Đó. Anh em thấy chưa anh em, chưa nè. Đó, một phần nha. Rồi tới bên này luôn nha. Cái này thì phần bên đây dây nó một đống bên đây nè. Đó. Rồi, đỉnh. Đó. Hát khá là tốt anh em ơi. Rồi lên giá này luôn. Này cũng Sunmat nha. À chữ Sunmat chà bá đây nè. Rồi anh em thấy chưa? Đó. Hàng người ta hát dữ lắm nha, chứ không phải vớ qua các bạn nha anh em. Đó là giờ mấy con chung con gì của nó test tới giờ anh em thấy ha. Rồi, lên giá em này luôn, mã này. Mã này 108 anh em. 108. Thì em cũng để cặp này cho anh em với giá là 150k luôn anh em. Đó. Về cho anh em treo trong phòng nha, cái này treo được nha. Treo hát nhẹ nhàng trong phòng nghe đã lắm, nghe này nghe sướng tay lắm, đỡ áp lực đó cho mấy con bự bự quánh nhức đầu quá trời luôn. Rồi mã 108 nghe nè, 150k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em, đó là một con cassette nha, cassette cái mặt băng mất tiêu anh em, mất cái đồ bảo vệ cái băng mất tiêu rồi. Đó con này hiệu đó là JVC anh em, hàng xịn nha, JVC nè. Con này nặng nè, nhỏ có vỏ nè, cái tay quay đã không đó. Nút ná mặt trên cũng thấy con ok nè. Đó. Này là gì đây? Dẫn đài nè, dẫn đài. Rồi quay xung quanh cho anh em xem cái. Đó, đây có này kia lum la nè. Đó, sau lưng nó gì nè. Anh em xử lý lên nè. Đó, con này để nè. Radio JVC gì đó, này model là 93100S, 93100S. Con này là mắt in cho băng nè anh em thấy chưa? Đó. Số này còn có gì nữa không? Đè đè bên đó, bên đó. Ừ. Đúng rồi, quên đó. Dở ra. Đó. Ok anh em. Đây nè, nó bên trong cái gì nè. Đang gạt 220 anh em. Đó. Rồi. Quay xung quanh. Gáp vô, ế lộn lên điện anh em, gầm điện. Chịu lên nha.
nó ra điện 220, ui nghe tiếng luôn anh em. Nè, đây là gì đây, chỉnh đài chỉnh hộ dùm luôn nè. Rồi đây để chỉnh có hát hò không nghe. Tắt đi. Anh em về chỉnh con này thêm nó hát đỉnh, là con này cũng dạng như là con cassette cổ nha nè, khoảng với 3 băng rồi đo đường kính nha. Dài nó là 29 nha nè. Đó. Sâu của nó thì có khoảng 11 à. Đứng đứng thì 21 nha nè. Đó, con này thì cái mắt tiêu có nắp rồi nha. Nè. Đó, rồi. Lên giá yêu thương cho anh em luôn, con này dạng cassette cổ nha nè. Rồi lát em đậy cái nắp này sao. Nắp thì không gì cho nha nè. Nè, đậy lên luôn đi. Đâu rồi? Đây đưa vô gì còn lát đẩy đi, có một tay khó làm mất rồi. Mấy 109 nha em, 109. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 300k nha em. Đó, giờ cho anh em có chế cháo quậy gì thêm không. Đó, có hát là có rồi đó, nhưng mà quan trọng là nó hát cũng hơi gà hơn nha em. Đó, anh em giờ có khóc phục gì thêm không. Rồi mã 109, 300k trong cái set này đã đi qua. Bà lại lên mã tiếp theo nữa nha em. Lên mã tiếp theo nha em. Đó là con khúc giữa nha. Khúc giữa của con Sony nha em. Sony nè. Sony nha. Con này 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc. 4 khúc dính liền nha em. Đó, quay xung quanh cho anh em nha. Đó, anh em nhìn thấy nè. Đây. Con này hiệu Sony nha, model là HCD H61M. Con này điện thế 100V nha, công suất 70W nha em, mic in vô bằng. Đó, anh em thấy chưa? Rồi đã kết nối xong rồi. Con này nó bị cái này bị gì ta? Bị vận chuyển chày hay sao nè. Ok anh em, bên hông rồi, bên kia thôi. Rồi bắt đầu bắt nguồn nữa, con này bắt nguồn sẵn rồi anh em. Đó, con này mấy này chỉnh không biết được đâu nè, chỉnh nguồn mà nó chạy dưới đây nó mới ghê chứ nè. Nó rồi CD bây giờ nó nằm ở video anh em. Video là hát nè, hát đài là đó, CD là hát anh em, chỗ CD nè. Đó, chỉnh chỗ khác không ăn nè. Đó, CD nó mới hát này nha. Đó. Rồi, ngon lành cho tao, tắt đi. Đó, ok anh em, tắt. Ủa, hát hai cổng không? Cho một bắt lên lợi, quên nha nè. Rồi chỉnh tàu lao luôn rồi, chỉnh nè. Đó. Chuyên hơi coi. Rồi, hát hai bên luôn. Rồi, ngon lành cho đào, tắt đi, tắt thiệt đi. Đó. Con này thì tình trạng đó là nó bấm ăn lạng sọ cho anh em, nói chung là thôi bán giá yêu thương cho anh em hát hát rồi đó. Rồi mã này 110. Mã này mã 110 nha anh em. 110. Em sẽ để con khúc giữa này, bốn thớ này để cho anh em với giá là 300k thôi nha anh em. Đó, nó bị loạn thần kinh chút đỉnh nha anh em. Đó, thì anh em mua về nghiên cứu chế cháo thêm, hát thì hát rồi đó. Chuyển hệ video nó hát nha anh em. Nè. Rồi, mã 110, 300k đã đi qua, bán gì xác chết vậy tài. Đã đi qua, rồi bắt đầu em lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một bộ nha. Một bộ nha anh em, một bộ của thằng lo này, của Panasonic nha anh em. Nè, bộ của Panasonic nè. Gồm có hai cục này nè, đó với khúc giữa nha anh em, với này nữa. Ok nha, này mở gì? Ôi dồi ôi. Đó, mở được luôn hả? Ủa, có dắt gì đây nè nè. Đó. Rồi, để quay xung quanh cho anh em xem nha. Nè, cái lo nó còn ok lắm anh em. Nè, thấy chưa, bà nào cho nít anh em. Đó, cái lo nó nè. Nè, nhìn cái trong là biết rồi, còn xịn ra ngoài nha. Đây nè. Đó, bà nào cho nít SBBM770 nè. Đó, còn công sức nằm đây. Sức của em này nằm đây. Bà nào cho nít nè.
đó, BM 770 SD. Con điện hơi trong quên anh em, 50W. Đó. Ok. Con này xài dắt không à. Ủa này giờ sao gỡ ra? Cục ra phần để im vậy đi. Nè. Đó, con này nó ra hai ấy nè, hai dây nè. Gồm hai dắt gom vô nè, để gì nè. Nó bị chù cạp câu lại nè. Đây nè. Đó, rút ra cái gọt. Đó, nè anh em thấy chưa, gom vô nha em. Đó, của nó xài nó nguyên bộ vậy đó. Rồi. Điện thì điện 100V nha. Bắt đầu mở nguồn lên. Mở power lên. Qua nằm đây. Đó, lên. Đang ủa, đang cổng nào đi? Quét hả? Quét bấm đâu? Ủa vậy hả? Chết rồi, chết lên chưa đi. Đó. Gài rắc 3.5 nằm đây nghe nè. Đó, gầm vô. Rồi có chuyện hại gì không? Đâu? Đây nè. Nút volt là sướng nghe. Đó. Quá dữ. Rồi đó mới thấy nút volt đọc trời. Đó. Mở băng mở điện mới nằm đâu, thử cái mở này coi. Ủa mở băng nguyền nằm đâu? Đó. Ủa vui hết hồn. Mở ra được luôn hả? Đó. Cái này có gì đây? Rồi đó. Vậy đi anh em ơi. Nè dắt 3.5 đồng đây nha. Anh em tự mua dắt 3.5 là thay vô cái năm nè. Găm vô nha. US à, nó mới hát nha. Hát điện thoại đó. Rồi lên giá. Nguyên bộ đi cho anh em về luôn nha. Tắt nguồn đi. Đó thì mã này. Mã này mã 111 nha anh em. 111. Phải không? Sao thấy 1 nhiều chứ gì? Rồi mã 111. Em sẽ để nguyên bộ này cho anh em về nha. Thì có em ha, thử điện thoại là hát ok đó. Đó rồi anh em có về nghiên cứu có hát gì thêm mà làm gì làm, em bán hết nguyên bộ này cho anh em luôn. Đó, có sửa sang gì lại không? Nhưng mà bên em làm thử bên điện thoại là hát ok đó nghe anh em, hát tốt đàng hoàng. Rồi mã 111 em sẽ để nguyên bộ này cho anh em với giá là 600k nha anh em. Đó. Về cho anh em hát gia đình nha, con này hát đỉnh nha anh em. Rồi mã 111 600k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một con lượt nè. Này con lượt nè. Đó, cần đủ rồi. Đó, ok cho anh em. Con này anh em về vệ sinh nha, củ xì quay sạc sạc nha anh em. Đó. Quay sau lưng cho anh em luôn. Đây nè. Con này 10W nè. Điện 220. Đó, model là EW559. Đó. Con này anh em nè, cái này là cái chỗ này nè nha. Cái này tước cho anh em để em đang băng đỡ ra em thử đó. Ngồi đi giật chỉnh giò đó anh em phải mở ra. Mà quan trọng con này còn tem nè, còn tem mới là biến mở. Nè anh em. Đó, tem nó còn luôn nè. Điện máy đàng hoàng nha. Rồi. Con này tình trạng là không hát đâu. Gâm lên rồi á thì nó lên nguồn thôi, nó không hát cái anh em. À, bắt nguồn đi anh em xem cái nè. Đó nó vẫn có nguồn đó mà không hát nha. Anh em về coi xử lý là con này còn zin trong á. Chưa mở, chưa bung mà đây nè. Đó nè thấy chưa? Rồi đó. Giờ cho anh em chế cháo làm nha. Rồi. Lên lá da chai luôn. Thì mã này. Mã này 112 nha anh em, 112. Con nào nguyên vàng lượt chứ vàng này kia nè. Con nào mà nó chết thì bán giá chết, con nào sống thì bán sao sống nha anh em. Thì 112 con này chết bán lẻ mau nè, để cho anh em với giá là 100k cho con này nha anh em. Rồi mã 112 100k cho con lượt quá, con lọc xì gì đó. Rồi đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một con qua cơ nha. Nút ná này ok cho anh em. Đó con này cũng xét sẹt và củ xì. Đó nói chung gì bụi anh em vệ sinh nha anh em. Đó nè. Hiểu đó là Lifor. Đó Lifor nha anh em. Nè cái mít nó không đóng bụi cái này nè. Đó anh em về vệ sinh lên nha anh em. Bắt đầu đi. Đó. Hai vàng. Rồi quay xua lưng cho anh em xem sơ sơ thôi. Đó xua lưng cũng còn nha anh em. Đó. Rồi ngon lành cành đào nha. Điện 220. Đó mấy con này cũng văng cơ nha anh em. Anh em về mua hết xua mày gửi đi. Em test không à. Tại mấy con này cũ quá. Cũ quá. Rồi bắt nguồn lên nè. Đó. Nhảy lên nha. Rồi bắt lớn lên nè. Em sử dụng với con âm ly dưới nè. Âm ly mini dưới. Nè bắt lên nè. Đỉnh chưa anh em?
cái thử luôn em, thử ra được không? Đâm vô thử coi. Alo, dâm lớn rồi. Alo, 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 alo. Hai, 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 tu, ba. Tắt cái đi. Con này mít ngon nghe anh em, ngon chắc gia đình quá. Alo, 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 hai, 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 hai. Dẫn này nhỏ lại, lớn quá. Đó, dẫn cho đúng là mới được chứ. Alo, 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 hai, 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 ba. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Alo, alo, alo. Rồi tới chứ, trời con này mít nghe đã vậy trời. Nó nhiễn nhừ gì. Alo. Sửa sửa lại. Alo, 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 1. Rồi sao không ăn này. Alo, alo, rút ra nữa rồi. Alo, alo, rút ra lại. Alo, rồi tới anh cho anh lại. Alo, 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 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, alo, tới dưới. Ủa dưới có chạy mà sao không hát ta. Alo, alo, chạy dưới nè. Alo, 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 alo. Alo, 1. Vậy là hơi ngạt rồi. Rồi, cái mic trên hát hay lắm nghe em. Dần mic trên hát dữ lắm luôn nghe, nhuyễn nhừ. Rồi, lên giá luôn. Trời, con này chắc ISO, ở châu giữ trong đây nè. Hát nghe rất nhuyễn nghe em. Rồi, mã này. Mấy? 113. Mã này 113 nghe nè. 113. Con này thấy vị nghe còn ngon nghe anh em. Về hát ok là ngon nghe anh em. Sử dụng mic trên cho em. Mấy dưới nó bị gì dơ dơ rồi. Rồi, mã 113 em sẽ để con này cho anh em với giá là 250k anh em. Tính không thử mic thì bán 200, thôi thử mic thì bán 250k. Rồi mã 113 250k cho con này đã đi qua nha. Con này hát nhuyễn nhừ nghe anh em. Rồi con quan cơ này đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con này con quan cơ anh em. Trời, quan cơ của Phu Xin nha nè. Đó, hàng đỉnh nha anh em. FS 4444 đó, con này chuyên cao kê nha. Nè. Ủa dồi ôi. Anh em vệ sinh con này nha, em chưa vệ sinh nha anh em. Bụi không à. Con có Wuxin nha, nút đá đầy đủ nha. Đó mặt trên. Con này con van cơ anh em. Hôm nay bán van cơ hơi nhiều nha. Đó. Wuxin nha anh em. Con này điện thế nó là 110-220. Nhưng mà gạch qua 230 nha anh em. Trời, 230 xuất Nhật không chứ đâu. Lộn xuất Mỹ chứ. Đó. Đón vậy thôi nha anh em. 230 thì mình xài 220 thôi. Đó đã kết nối nè. Đó cái này là vô điện thoại nè. Cái này, ở lộn phải không? Ở này vô điện thoại, cái này thì âm ly kết xuống âm ly này. Đó, âm ly nhảy một tí nó lên sao nè. Rồi, em mượn âm ly nó test, ý là mượn âm ly nhảy thôi đó nghe nè. Chứ không phải âm ly xịn sò gì đâu, bự gì đâu, nhỏ nhỏ mà. Rồi, bắt đầu là test nhạc thôi. Test nhạc, bấm này lên nè. Ủa quên, tắt điện thoại rồi. Rồi, bật lớn lên thôi. Đó. Ngon nghe anh em. Rồi tắt cái đi. Tắt tay thử mic, cho mic vô. Nè hai lỗ mic anh em. Đó bắt đầu alo nè. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Âm thanh tốt ta. Rồi tới con dưới. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Nó nhuyễn dữ gì sao. Rồi lên giá em này nghe em. Đó, bắt đầu lên giá em này thôi. Quá trời quá đắt con này rồi, tắt nha. Đó, con này cao kê ngon nghe em. Đó, lên giá con Wuxian này anh em biết ha. Có cần mở không ta, con này nhiều ốc quá hả. Mở đi. Con nào giá hơi đỉnh thì mở nghe em. Đó, con này phải giá đỉnh thôi, con này đẹp nè. Đó, mở xong quay lại nghe em. Rồi anh em, đó sau khi mở bên trong, khui lên. Khui, đó nó như vậy nha anh em. Con van cơ thì nó như vậy thôi. Đó cái nguồn nè, trời ơi. Cái nguồn này sức ta chấm là gì nè, không sao anh em. Quan trọng là cái này nè, ủi dồi nó đẹp như dây nữa anh em. Dây nhờ nó đẹp không, bởi vì hàng xịn nó có khác nha. Nè quan trọng cho anh em con IC nè, IC quyền thợ của chúng ta nghe em. Nè, đó. Anh em thấy rõ ràng chưa. Đó, M50195B. Bởi vì nó hát nhuyễn thấy ghê. Cái con này là mơ nó nữa nè, tại không gỡ, tại giá rẻ không được biến gỡ đâu nghe nè. Mấy con nhuyễn nhuyễn là em nghi nó lắm. Nè, M50195 nè, đỉnh chưa? Rồi, gáp lỡ lên giá. Trên trời, cái lộn giá yêu thương nghe nè. Rồi, mã này. Mã này 114 nha. 114. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 500k nghe nè. Đó,
cái âm ly của anh em hát không hay nữa, hay là con đẩy gì đó, cần cái con vang để hay thì lụm con này anh em. Đó con ơi châu này hát hay lắm á. Có con IC này lụm nha. Rồi mã 114, 500k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con gì em không biết con gì luôn anh em. Đó. Nè. Lấy TL nè. Audio model là 32310CH. Đó tình trạng như vậy anh em, con này lạ quá. Đằng sau nó thôi đi dắt một đống luôn. Anh em mua lấy linh kiện lấy dắt cũng được đó anh em nè. Inbox là một khúc nè. Đó tới đây. Âu sẽ đi tới đây. Ra rất là nhiều anh em. Con này điện thế là 220. Phải không? 220 nha, gạt 220 nè. Có 110 nữa nhưng mà ta gạt 220 nha nè. Rồi. Đó bây giờ em bắt thử nha anh em, bắt nguồn luôn nè. Đó hát luôn nè. Lớn lên nè. Gột gạt hơn nữa. Con này không biết chỉnh cái gì. Ngon lành cái đầu. Đó. Rồi đâu em quan trọng rút điện đi. Quan trọng là ở bên trong cho anh em xem con này có gì nha anh em. Đó như thế nào nha. Mới lên giá nha. Rút lên sau luôn. Thôi. Ôi ôi, anh em ơi giùm nè. Ủa này cục lọ hả ta hay cái linh kiện kỳ vậy ta? Cái này nó chắc nó đổ qua keo vậy anh em ơi, keo gì đây? Rồi keo cứng ngắt luôn. Đó phía anh trai làng nào mà đẻ đổ vậy nè. Tính dấu nghề luôn nhưng mà nguồn điện nghe anh em, nguồn điện cho đập nè. Đó tình trạng nó như vậy nghe anh em, nó đen như cục lọ nghe anh em. Đó anh em nào chơi được nha, hư không biết đường sửa luôn cái này á. Rồi em bán giá sát cho anh em lấy linh kiện nghe anh em. Đó anh em muốn lấy gì được lấy nha. Nè lấy nguyên già này cũng ngon anh em. Đó nguyên này em mua cũng ngon nè. Lấy nguồn điện nha, lấy đồ bo này nghe anh em. Còn anh em này làm dục bỏ luôn này đi. Đó lấy nút này kia đó, rồi gấp lại lên giá. Con này hát nha. Đó nhưng mà em thích bán giá sát nha em. Rồi mã này 115 mấy, mã này mã 115 nha em. Đó tính bán xị thôi, con này bán cho em xị gửi đi chứ người ta đang hát mà bán xị kỳ quá. Rồi cho em với giá là 150k nha em. Đó anh em lấy nguồn lấy nút rồi cũng đã nữa. Rồi anh em thích hát thì hát, không biết cái này lại làm gì luôn, nó đen như cục lọ vậy nha em. Trời ơi anh trai lan nào ác thiệt. Rồi mã 115 150k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là con này con gì đây? Con vang cơ anh em. Con vang cơ nha. Đó. Nó như vậy anh em. Đó con này thì tình trạng nó không hát rồi. Lên nguồn bình thường anh em. Em thử rồi không hát nha. Đây nè. Đó, con vang cơ nha, thử rồi nó lên nguồn bình thường. Nó không hát. Nè. Đó, để em bắt nhỏ nhỏ cho nó hát nha. Rồi nó không hát anh em ơi. Rồi con này như chết đi. Rồi mã này 116. Mấy? 116. Mã này mã 116 nè. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 100k thôi. Đó về cho anh em chế cháo em đi học. Đây bán giá quê chai luôn chứ gì nữa trời. Mã 116 100k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Nãy giờ em lấy con ly thử nghe anh em. Âm ly nhà Yến nha. Nè để con Yến nè. Đó. Ok nghe anh em nè. Rất sạch sẽ nha, ngon lành cành đầu, mặt trên nó như vậy. Đó hiệu này hiệu của nào ta, Incodo. Đó Incodo model là DZSA 159 nha anh em. Đó ok, quay xuôi lưng cho anh em xem luôn nè, dắt bọng nó còn đẹp lắm anh em. Em để US 1 nè, nó đi US 1 2 3 tới 6 nè. Đó và cổng ga là có cổng ga luôn anh em. Đó vô ga đầy đủ 8 ohm 25W vậy nè. Đó con này sử dụng bình 12W được anh em. Đó quan trọng là DC 12W nè, cho anh em mình xài được nè. Đó để cho anh em mua về túp túm núm nè anh em, hai gao lo vậy đó. Đó rồi ngon lành cành đầu. Bắt đầu là em test nhạc, bây giờ em lấy con này test không, giờ test lại cái nữa cho anh em đi cho nó chắc. Đó đó ok, nhảy le luôn nè, hát bắt lớn luôn nè, chép bass hát đầy đủ. Đó ghê không? Nhỏ chép nè. Đó lên chép nè, bỏ bát nè, lên bát nè, chung nè.
Rồi ngon lành cái đâu. Đó cổng ở đây rồi. Quá đỉnh nè. Hát khá tốt. Bắt vừa lỡ nhịp nè. Đó, lớn lớn rồi. Rồi ngon lành cành đào tắt. Hát tốt nha nè. Đó con này hát tốt nha. Quan trọng sử dụng được 12V mới ngon nha nè. Đó nó mới cho anh em mình thích hợp dễ xài. Rồi bắt đầu khui nè. Khui. Ủi dồi ôi bên trong đó nè anh em. Đó một nguồn điện lưỡi xiến cũng khá to nha. Đó. Nè lưỡi xiến đúng luôn nè. DSA 159 nè. Đó đúng của nó luôn nha. Đó. Mạch nó như vậy nha nè. Nói chung con này sạch sẽ liền lắm nha nè. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn á. Sạch kêu là sạch can sạch đen luôn. Con này 2 phép 4 phép. Ủa rồi 4 con phép hay 4 con gì anh em vậy nè. Tỉnh chưa. Đã trời. Con này bự à. Con này con gì đây. Mắc số quá rồi. C5198 nha nè. Đó. Con này A gì đây. Nó C5198 nha nè. Con này nhiều con với trời. Rồi 4 con gáp lại. Con này cũng đỉnh nha. Rồi gáp lại lên giá nha nè. Rồi tôi biết rồi. Đó lên giá luôn. Con này ngon nha. Con này là mã nó 117 anh em. Nè anh em thấy chưa. Em phải chơi cỡ này mới lên lên nè. 117. Giật sâu sức luôn. Để con này cho anh em với giá mấy. 117. Giá cho anh em với giá là 400k anh em. Trời ơi. Em giật cái nó sức không còn manh giáp luôn. Rồi mã 117 400k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo nghe anh em. Đó là một cặp thùng nha. Đó cặp thùng hiệu nó là Victor anh em. Có số đây là Victor DC1100. Đó con này đây nè. Bát bọng còn ok nè. Còn zin nha anh em. Đó chép chung còn zin hết luôn. Này gan nhau nghe nè. Đó ok nhìn là biết nha. Bên ngoài nhìn biết nha. Con này tình trạng là con này anh em khui không khéo là có thể hư nè. Bởi vì em không dám anh em. Chừng nào anh bán clip này không mua em mới gã ra bán cặp lo chép này cho anh em. Đó con này nha anh em. Vỏ thùng này cũng còn ok. Xung quanh còn ok thì nó cũng có sự ghê ghê là chuyện bình thường nha anh em nè. Con mấy con nội địa là vậy đó, ghê ghê hơn nè. Đó nhưng mà nó chưa sao anh em, vỏ thùng còn chắc lắm. Đó. Ok nè. Để vít to nè anh em. Vít to 1100S nha, 60W nè, 8 ohm. Đó. Ở đây cũng vậy luôn anh em. Đó nhưng mà hai tem khác nhau, nhưng mà nói là vậy luôn nha nè. Đó 1100S nè, 60W nè, 8 ohm ra nha anh em. Con cái còn chợ đực á. Nè L nè, R nè, đó. Bên đây thùng này còn ngon hơn nha nè. Đó thì có sự gì ghê là chuyện bình thường nha, hơi hơi thôi. Không sao. Anh em nè anh em thấy chưa? Rồi. Đo đường kính nha. Đo đường kính cái thùng này nè. Đó con này ngang nó 27 nè. Sâu nó thì 19.5. Đó, đứng. Đứng thì nó 48 nha nè. Rồi, test nha. Test con nào? Con này đi. Con nào? Con này chứ. Con đó đi. Lớn xíu rồi, hơi hơi thôi. Rồi. Rồi, ngon lành cái đầu. Đó, tới bên đây. Tới đây nha nè. Tới đây ha. Rồi, ok. Hát xong anh em, rồi em sẽ báo tình trạng cho anh em xem. Đó thì cặp bass tốt, hát tốt nha. Đó. Hai con chung này đã đi bụi rồi, chung còn nguyên luôn anh em. Nè. Chưa bị rách gì chân nha, đây nè anh em. Đó, hai con chung thì còn nguyên. Con chép thì con này hát, con này không hát. Nói chung là trong đây tổng thể hát chỉ có cặp bass còn con chép thôi. Tất cả đã chết. Nhưng mà con chép thật anh không bao giờ chết nè, mà sao có thể là sức dây nha anh em. Đó, chết thật chết anh không bao giờ chết đâu, chung có thể đi nhưng mà chép thật anh không bao giờ chết. Đó. Thì em bán hết rồi cho anh em về có nghiên cứu chế cháo em đi học lấy làm thì làm nha nè. Chứ em không mua thì làm sao em mở cục bát cho em bán. Em gửi cái này kia bán vô thùng đi cho anh em. Đó. Rồi em bán nguyên con luôn. Giá thì yêu thương cho anh em. Giờ cho anh em làm lợi nữa nha. Rồi mã này. Mấy? Mã này 118 nha nè. Đó em sẽ bán hết luôn một cặp của thằng Victor này, sensor này để cho anh em với giá là 600k nha nè. Nguyên gì luôn nha nè. Giờ cho anh em làm lợi. Đó. Thiếu chép bát nói chung là hát được cặp bát. Con chép. Đó cặp chung và chép không kêu. Rồi
nói gì đơn giản nghe nè. Đó, 6 đường tiếng chết hết 3 đường tiếng rồi, nhưng mà con chép thanh anh có thể cứu lại được nè, tại chép anh không bao giờ chết đâu, không chắc bị đứt dây hàng sau mới nữa. Rồi mã 1186K cũng là cái mã cuối cùng đó. Hôm nay cũng lên khá nhiều đồ xịn sò anh em, có nhiều gắt nhiều anh em hỏi mấy con ăn cơ xì ke xíu mũi đó nè, em lên cho anh em này, nhóc lên anh em. Con này em tính lên anh em nhưng mà tình trạng nó bị giấy rồi nè, em tính lên em thấy con này em mở ra em nhìn cái ông con dưới anh em nhìn ối giờ em nghĩ lên luôn anh em, bỏ luôn nghĩ lên luôn. Rồi mã 18 của mã cuối cùng rồi, không có nói dài dòng nữa anh em. Em thấy video hay hữu ích thì anh em cho một like anh em, một chia sẻ, một đăng ký kênh để có nhiều lượt kênh nhiều video hay và săn hàng yêu thương anh em. Rồi bye bye anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nữa nha, bye bye.